Vâng, xin chào các bác, cô chú, anh chị nha. Hôm nay tôi dậy khá là sớm để đi quay để với lại kịp giờ làm, 8 giờ vào làm ấy. Thì đầu giờ cũng có mấy cái điều như này. Tức là bắt đầu từ như này, tức là cái kênh của tôi các bác. Thì mấy lâu nay cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ, rất nhiệt tình để theo dõi cũng như là góp ý cho kênh. Đấy, thì rất cảm ơn các bác. Cái thứ hai là nói chung là một số các bác mà comment những cái lời khiếm nhã thì tôi không nhắc đến. Đấy, là tôi sẽ block ngay. Bởi vì biết là dù sao thì đó là một cái kênh về nội dung có chút nghệ thuật, cho nên là tôi không hiểu sao các bác ấy lên comment những điều nó không hay thì chắc chắn tôi sẽ block ngay. Đấy là một cái điều chia sẻ với bác. Cái thứ hai là thực sự mà nói với các bác là các bác mà xem video của tôi á, là sẽ nhiều khi cảm thấy rất là đau mắt thì tôi di chuyển liên tục. Cái thứ hai nữa là tôi đi theo kiểu chân thực như các bác đi chợ như này, cho nên là những cái góc quay nó sẽ bị thay đổi liên tục, nhiều khi bác sẽ chóng mặt, nó sẽ không theo kịp mắt được. Đấy thì các bác hết sức đồng cảm, vì thứ nhất tôi đi quay ấy, vì đam mê thôi. Và cái thứ hai, thiết bị tôi không có thiết bị chuyên dụng, tôi hoàn toàn chỉ quay bằng thiết bị di động, điện thoại di động thôi. Đấy là con iPhone 6 của tôi, iPhone 6 Plus của tôi thôi. Đấy thì chất lượng hình ảnh nó chỉ có vậy thôi. Và nhưng mà cái điều quan trọng là tôi không hề dùng một thiết bị chuyên dụng cũng như là chống rung hay là giá đỡ camera gì đấy chẳng hạn. Đấy thì các bác hết sức đồng cảm. Thì tôi sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai, bởi vì là dù sao thì quay thì cũng phải cho khán giả xem nó dễ chịu một chút. Và cái tiếp theo á, là thực sự tôi không sống bằng nghề này, tôi cũng không bỏ được công việc của tôi, vì không ai trả lương tôi để tôi đi quay suốt này để kịp thời, nhiều khi các bác cũng hết sức thông cảm nha. Cảm ơn các bác. Bây giờ xin phép tôi đi ra quay cây cho bác xem nha. Và cũng chia sẻ thêm các bác là rất cảm ơn các bác cô chú anh chị, thì là một số các bác cô chú anh chị thì là rất tin tưởng và nhờ tôi, các bác cô chú anh chị xa gần có ở trong Nam ngoài Bắc đều có cả, thì có tin tưởng nhờ tôi lấy giúp những cây. Nhưng mà thực sự nói là tôi cũng không dám thưa trước được lấy giúp được cái gì, vì quá trình gửi đi cho các bác rất là mất công, mất thời gian. Tôi không ngại tôi mất thời gian mất công đâu, nhưng mà công việc của mình nó kín rồi, đến một thời gian đi quay nó cũng ít ấy. Nhưng là giúp được bạn là giúp nhé, không có gì được bác thông cảm nhé. Đấy, thì xin cảm ơn các bác. Đây. Cô để cái áo mưa và lại ướt quá. Bác thấy cổ cây là vào chú mưa hết. Cây mai chiếu thủy kia bao nhiêu đây? Thì để 2 hiệu rưỡi.
xem. Dạ. Xem kỹ đi. Đây, quay cái món bạn. Đây, cây này rất hay này. Bác nào mà chơi thì nên lấy cây này. Nhìn cây đấy là chuẩn đấy. Đúng rồi, thay chậu đấy chứ. Cái này là thay chậu mà, cái này về ngọt nhỏ. Ôi, cái đấy để làm việc này. Cái nay mai mình đã cái đẹp. Cái này chuẩn đấy. Ừ, anh. Cái này nay mai sẹo nó mới ra đấy. Em nói với anh cây này mà sẹo này à, sẹo nó mà liền như thế này. Anh không có cái nếp sẹo này, nó có độ là hàng chợ. Còn nếu mình cho ở đây này, thì cho nó chậu trước thì nó cũng kiểm nhận ra được cái cây này. Tay tiếp cái thứ này thì ok, em thích mỗi cái này thôi. Lâu rồi đi mua cây để làm được kiếm đấy mà chê cái ý chứ. Cây kiến tẩy thì nó vẫn còn lội cô quyết anh. Cái đấy bao nhiêu anh? 700. 700 à? Bớt đi mua được. Chung là chuối thì có mỗi cây đấy ở đây thôi. Em hôm nay có thấy cây nào do các bác cô chú anh chị nhờ lấy không ạ? Để xem có lấy được không? Cũng phải gặp thì mới lấy được các bác. Đầu tiên là đi nhiều mới gặp. Ê, chú nói là mình sẽ đắm ấy. Nói là thầy dễ rồi. Cây đấy là ok đấy. Cây chuối đấy được đấy. Nó ra một chỗ ấy, nhìn nó mới trợ chất. Cây này tay cả chân là đẹp chưa? Cây này tay rất rụt rịt nhỉ. Tay rất rụt rịt. Cho lên cái chậu tàu nữa thì mỹ mãn. Cây này hay đấy. Tìm ở đâu cây ở đâu ra như ai nhìn chẳng mê nhé, nặng chưa, quá nạo luôn. Nói chung là đẹp.
cân đối, giá cân đối, bệ cũng cân đối. Vâng. Ngay nhiều cây không anh? Đồng chưa? Nguyệt quế này. Đây này, có cây chuối này hay nhất. Ông đấy ông cũng biết nhìn đấy, nhìn cây đấy. Ông thì không phải là không biết nhìn, mà ông thì biết nhìn nhưng ông thì không muốn chi. Đấy, có ở chỗ đấy. Quan trọng gặp người chịu chi cơ. Biết thì có biết, nhưng mà là chi thì rơi thì bị đạp rơi. Rơi sợ là mất. Nói chung muốn ngon bổ rẻ. Ra cà phê là chắc là ngon. Rồi, sao cái này nhỉ các bạn? Khó các bác ạ. Đấy, muốn mua cây đẹp mà muốn giá rẻ nhiều khi rất khó. Gặp một đẹp một rẻ, đi thoảng mới gặp thôi. Tôi cũng mong muốn như thế mà. Ủng hộ các bác bán hàng như thế thôi, chứ còn mình cũng muốn là mua vừa đẹp vừa rẻ mà. Ai cũng vậy mà. Mưa quá nên là cũng chả có cuộc trao đổi nào ngoài trời cả. Sắp tới công việc cuối năm bận, có đi quay cho các bác xem được nhiều không, cố gắng đi được thật nhiều. À đây rồi, có cây trang cho chị và chị ở trên Điện Biên, không biết bao tiền cây đấy, bao tiền cây trang là bao nhiêu? Mày lại đi quay rồi à? Mày lại quay rồi chứ. Quay đi em, quay đi, đéo bao giờ thấy tao ở trên vô tuyến cả. Ô, hôm nay quay mấy cây mini trước. Hôm nay mày thì quay tao cho mày đưa lên Face rồi. Đây rồi. Bây giờ là phòng vừa luôn. Giới thiệu tên tuổi nào? Đây, đêm qua vẫn gọi điện. Mà chú còn hai cái dưới không ở tao bán tám đời rồi. Thế cây từng mi thế nào? Ông này ông ấy là Hà Thị Hướng. Nó bảo là tên thoải mái không quan trọng. Thế nó bảo gửi vào tao gửi. Hiếu Nghị sao đây? Nó bảo là gửi vào Nghệ An cơ. Rồi tí nữa ra nói chuyện cái đấy nhá. Cháu ra tận nơi. Cháu nào vậy? À đây. Đang nghệ nhân gì nhỉ? Ngô Xuân Hưởng. Ngô Xuân Hưởng. Hôm nay tuổi Ngô Xuân Hưởng Nguyễn Gia Hưởng nhưng mà hôm nay sao lại đem những cây to thế hả chú? Đấy, đang vị đấy. Tây vị này, hôm nay đem tây vị gì à? Hôm nay đem tây coi như là nghìn năm. Đem tây vị cầu thang đi. Đang lao mai. Nam điền đây. Sao mày yêu điền đây? Đấy đứng luôn đã. Muôn kiểu ra đứng ngay rồi. Đây mày có cái gậy buông xuống nữa. Chào. Vâng. Các chuyên gia. Anh xem anh có thể. Sớm là lao cai là các bạn có thể cho tôi một cái nâu của tôi tặng. Ngại. Ngại nhất là cái món vận chuyển. Người ta gửi cho mày rồi lên, mày bảo là nó không như ảnh. Đấy, khó, rất khó, rất khó. Nhưng mà đấy thân đúng này. Bác xem. Đồ này. Chú này có một cái mô đơn nào? Không, người ta mang cái mai hàng lọc. À, thế à? Thế không? Đẹp. Đi ra xem nhé. Đi đây đi kia. Đỏ thế này. Đang hoa gọi là chữ bông. Nhà này con phôi này được đấy anh ạ. Đây bà chị ơi, có một đôi mẫu đơn này này. Mẫu đơn trang đỏ này. Mini này. Không biết bà chị có thích không? Con này bây giờ vậy. Đang nhái hoa này. Con này bây giờ bán. Đây, con tay của em ấy nha. Về đây, khá ok đấy. Về tại vì bà chị không biết làm, cứ thế này mà tròn tròn đầy kia đầy bông lên thôi. Nên là rất là đơn giản thôi. Cầu kỳ thì chưa nói, nhưng mà để mà chơi cây này người không biết chơi cũng về cũng tỉa được. Sao là cái rừng cá đẹp lắm. Ngoài kia nhà chưa bán không vào nhất định về. Đấy, ta hôm nay cũng chơi hôm nhá, ta cạnh cao tốc mà, cạnh cao tốc.
Hay hay không em? Vui lắm. Anh ra mua hàng à? Kèo lại cách trường đó. Em toàn từ đêm qua mà. Cây của chú toàn cây chất lượng. Làm đá đẹp. Bây giờ gọi em. Mang cây làm đèn đẹp. Rõ chưa? Vừa đi qua đấy thấy rồi. Quan trọng chưa? À? Em đi làm bận lắm không đi được. Quan trọng là đếm đường nào. Chỉ quanh quẩn đây thôi. Phúc Thọ đi thì cũng mà mấy ngày. Phúc Thọ đi. À anh đi sang đấy à? Hôm nay chúng ta đây chơi chưa? Mua cái thứ bẩn, mưa đéo đi chưa? Mưa bất lắm. Đúng nào, đúng nào. Con này à? Hôm trước đi chơi Phúc Thọ. Con này bà bạn. Con cây khủng. Vâng, ra đấy thì không về được. À đấy, đang bảo là có cái vai trâu đấy. Không, không, cái này là cái ở đây. Cái đấy cho xin không anh? Không, cái đấy. Cho xin cái đấy về 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 làm cái... 100 chưa bán. Của ai đây? Không biết, cứ 100 là không giá. Sống thì không sao. Sống. Có đứa mùa này mua. Alo. Mùa này đéo thật sống. À, em đang ra chợ đây. Vâng. À đi sớm để còn kịp đi làm kìa. Vâng, mưa quá. Đấy. Vâng, đang mưa bụi kìa. À, vâng, cô đang xem cho chị xem mấy cái cây đó. Vâng, vâng. Có mẫu đơn xong em về nghe gửi ảnh đó. Vâng, vâng. Đại huynh vừa cắt đây à? Ui ôi, nặng lắm. Cái này làm cây trực quyền được đấy. Trực quyền, rất ok đấy. Tay Nam Điền, cốt Nam Điền. Đấy, cái này mà xin được nhỉ? xin được có cho không? Tiền đấy, xin được đâu.